Trên nhân gian đầy chia rẽ này luôn có sự phân biệt, kẻ giàu sang người nghèo hèn, kẻ xấu người đẹp, kẻ béo người gầy, kẻ thông minh người rốt nát, nhưng chắc chắn ai bị mụn thì cũng đều xấu cả. Đó là sự thật phũ phàng đành phải chấp nhận mà thôi. Vì thế mà những ai bị mụn cũng đều có cảm giác buồn, và mong sao cho mình không còn bị mụn nữa thôi là được. Nhiều bạn nghe nói sữa rửa mặt xin bổ trị mụn hiệu quả nên cũng rất mong muốn được thử dùng để xem hết mụn không. Liệu sự thật hết mụn có xảy ra sau khi bạn dùng sữa rửa mặt Simbo hay không? Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích cho những bạn nào vẫn còn thắc mắc để cho bạn hiểu và mua đúng loại sản phẩm để không phí tiền nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Bạn sẽ thấy quảng cáo là sữa rửa mặt Simbo trị mụn cực hay, cực hiệu quả. Đúng như vậy, sữa rửa mặt Simbo có khả năng dưỡng trắng và ngăn ngừa mụn. Có thể dùng cho nhiều loại da, không gây kích ứng hoặc gây hại cho da mụn, da nhạy cảm, không chứa cồn hoặc paraben trong công thức. Đó là hai công dụng nổi bật nhất mà sản phẩm này mang lại. Nhưng là sữa rửa mặt Simbo không chuyên trị mụn, nhưng nó có thành phần hỗ trợ ngăn ngừa mụn. Nên một số bạn khi xài sản phẩm này cảm thấy da mặt đỡ mụn hẳn đi, là do trong kem có thành phần hỗ trợ ngăn ngừa mụn, làm sạch da, nên thành phần này khi bạn xài sẽ rất hợp với da của bạn, nên bạn hết mụn là vì thế, chứ sữa rửa mặt Simbo không phải là sản phẩm chuyên dành để trị mụn. Nên nếu bạn nào có ý định chữa mụn, thì nên tìm một sản phẩm chuyên trị mụn sẽ tốt hơn nhiều. Da mặt vốn dĩ rất nhạy cảm. Nếu dùng sai sản phẩm chăm sóc da sẽ dẫn tới tình trạng da bị kích ứng và nổi mụn. Vì thế, để lý giải cho việc tại sao dùng sữa rửa mặt Simbo lại lên mụn, vì một số nguyên nhân do. Thứ nhất, sữa rửa mặt Simbo mà bạn đang dùng có thể là sữa rửa mặt giả. Đối với sữa rửa mặt giả không qua kiểm định của cơ quan chức năng, sẽ gây ra dị ứng, mụn thâm, sưng tấy ở những vùng dùng sản phẩm. Chính vì vậy, bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Simbo chính hãng để mang lại hiệu quả tốt nhất cho da nhé. Thứ hai, tùy vào cơ địa da của mỗi người, nên có một số thành phần trong sữa rửa mặt Simbo không hợp với da bạn, dẫn đến việc bạn sử dụng sản phẩm có thể bị kích ứng và nổi mụn. Thực tế thì nếu sữa rửa mặt có một hoặc nhiều thành phần trong nó không hợp da bạn, thì đôi khi bạn sử dụng bị nổi mụn cũng là điều dễ hiểu. Nên trước khi mua loại sữa rửa mặt nào đó, bạn nên tìm hiểu da mình thuộc loại da gì và sẽ phù hợp với thành phần nào trong sữa rửa mặt. Còn sữa rửa mặt Simbo thì có tác dụng ngăn ngừa mụn và trị mụn tốt, nên nếu như sử dụng sữa rửa mặt Simbo chính hãng mà bị nổi mụn thì có thể da bạn không hợp với sữa rửa mặt này. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tìm hiểu kỹ để chọn mua sữa rửa mặt chính hãng và phù hợp nhất. Sữa rửa mặt Simbo hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Simbo hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.